Rồi, em xin kính chào quý vị và anh chị nha. Hôm nay em xin mời quý vị và anh chị cùng em đi về cái tuyến chánh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì có một cái thửa đất và căn nhà có diện tích là 5x30. Thì tổng diện tích đất là 150m2 đang rao bán anh chị nha. Thì cái căn nhà này thuộc ấp Hòa Chí, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì từ vị trí của cái căn nhà này thì chúng ta đi ra cái ngã tư đèn đỏ của tuyến chánh thuộc thị xã Cai Lậy. Là khoảng 1 km, và từ thửa đất từ căn nhà này chúng ta đi ra trung tâm thị xã Cai Lậy chỉ là 3 km thôi nha quý vị. Thì hiện tại thì cái thửa đất căn nhà này đang nằm ở mặt tiền của cái tuyến chánh thị xã Cai Lậy. Thì đây là cái thông tin của cái thửa đất, thì có 150m2 nha quý vị anh chị, 150m2. Và đây là cái sơ đồ, thì chiều ngang là 5m nha quý vị. Chiều ngang 5m. Chiều dài là 30m, và cái thửa đất có hướng là hướng bắc nha anh chị. Hướng bắc đất, thửa đất có hướng bắc. Và cái hướng trước mặt chúng ta chính là hướng đi đến cái ngã tư đèn đỏ của thị xã Cai Lậy. Em đang đứng đối diện con thửa đất nha anh chị. Và trước mặt chúng ta chính là cái thửa đất, cái ở phần trước là một cái phần người ta làm một cái kho nha quý vị. Và cái nhà ở phần sau, cái nhà chỉ có 80m2 thôi, còn lại là cái phần kho. Và cái hướng này chính là cái hướng chúng ta đi ra trạm thu phí. Và trước mặt chúng ta đây chính là cái phần ở đằng trước của căn nhà, là người ta đang làm một cái kho nha anh chị. Một cái kho nha quý vị. Thì cái kho này có diện tích nó khoảng là 55m2, chắc khoảng là 55m2 thôi. Còn lại cái căn nhà ở trong là 80m2, căn nhà là 80m2, ở đằng sau nó có thêm được cũng gia chủ cũng chừa vài mét vuông để chúng ta có không gian phơi đồ và là một số việc khác nha quý vị. Và đây chính là cái phòng khách của căn nhà. Nhà thì cũng được mới xây, mới hoàn thành xong nha quý vị. Nhà còn rất là mới luôn. Đây, căn nhà này ví dụ như anh chị mà về chúng ta đây ở thì cũng vô tư, cũng ngon lành. Diện tích thì 80m2 cũng vừa đủ ở. Thì nhà có một phòng khách, 2 phòng ngủ, một phòng bếp và một cái toilet. Thì ở đằng sau còn một cái không gian chúng ta để phơi đồ ở đằng sau. Nhà thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng được làm cũng sạch sẽ. Thực ra nhà cũng sạch sẽ và mới, căn nhà này cũng mới xây xong thôi nha quý vị, mới xong có mấy tháng thôi. Và khu này chính là không gian bếp, từ không gian bếp chúng ta sẽ đi ra đằng sau có một chỗ để chúng ta phơi đồ. Đây là cái không gian ở đằng sau nha quý vị, để lấy không khí, lấy gió và đúng là để phơi đồ. Và đây chính là không gian bếp. Thì với diện tích nhà là 80m2, chiều ngang 5m, thì chúng ta không, cái bếp thì không thể rộng hơn được nữa. Thì ở đằng sau cái bếp chính là một cái toilet. Và bây giờ em sẽ đi ngược ra đằng trước cho quý vị anh chị xem và tham khảo nha. Và giá bán toàn bộ của căn nhà và thửa đất này là 1,6 tỷ có thương lượng nha anh chị, 1,6 tỷ có thương lượng. Toàn bộ căn nhà thì 3 đất, chiều ngang 5m, chiều dài 30m. Nhà diện tích nhà ở là nhà xây là 80m2, thì có khoảng 55m2 ở đằng trước là cái kho. Thì giá bán toàn bộ là 1,6 tỷ. Rồi quý vị anh chị nào mà thấy thích thấy ưng thì vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình gặp em Linh Nam để em hướng dẫn xem đất và gặp trực tiếp chủ thương lượng nha anh chị nha. Đây chính là trước mặt chúng ta chính là cái tuyến chánh của thị xã Cai Lậy anh chị nha. Rồi anh chị nào mà thấy thích kênh của em á thì vui lòng bấm đăng ký bên dưới giúp em nhé. Rồi em sẽ cố gắng đi quay video thật là nhiều nhà đất cho quý vị anh chị xem và lựa chọn. Thì quý vị anh chị thấy phù hợp cái chỗ, cái vị trí nào, cái căn nhà thứ đất nào thì quý vị anh chị gọi đến số điện thoại màn hình thì sẽ có người hướng dẫn cho quý vị anh chị xem đất. Rồi đến đây thì em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong video tiếp theo nha.